Không không? To, siêu to. Mình cắn vào thì mình cảm giác nó rất là giòn, rất là ngọt, rất là dai nữa. Ngon hơn đậu bắp nữa mọi người. Mình mới mua về. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sơ chế ngó môn. Đầu tiên là khi mà mình hái ở ruộng về thì mình sẽ rửa sạch. Rửa sạch rồi cái môn này thì mọi người sẽ thấy bên ngoài nó có một cái lớp vỏ nâu nâu như vậy nè. Cái dao cho thấy không cần dao to đâu, chỉ cần dao nhỏ như vậy thôi. Và mình sẽ cạo thì như vậy thì cái lớp vỏ này nó sẽ bong ra ngoài nha, nó rất là mềm. Cái giống môn bên mình là môn Thái Lan chuẩn, nên cái ngó của nó nè nó rất là to. Cái ngó môn Thái này thì nó không có ngứa, cho nên là mọi người không cần phải là luộc nước sôi nha. Mình chỉ cần là làm sạch cạo vỏ như vậy. Rồi mình cạo vỏ như vậy xong rồi mình ngâm vào trong nước để một lát mình rửa cho sạch. Vậy là mình có thể nấu nó ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm vào trong cái thau nha. Đây. Và mình làm tương tự với những ngó còn lại. Nếu mọi người có một cái dao thái mà bén á mọi người thì cạo sẽ nhanh hơn. Đó, mình chỉ cần cạo như vậy thôi. Ngày nay thì có rất là nhiều cái món ăn, rau củ quả, nhiều cái loại giống mới. Trong đó thì mình thấy cái ngó môn này là một cái loại mà rất là dễ trồng. Mọi người trồng trong thời gian khoảng 2 tháng à, 2 tháng hơn là mình bắt đầu có ngó tơ và mình có thể là thu hoạch được. Mình chế biến cũng rất là đơn giản và đặc biệt là mình thấy cái ngó môn này nè, mình để trong vòng 1 tuần ha, sau khi, từ khi lúc mình hái cho tới lúc mà mình bảo quản mọi người, mình để bên ngoài là khoảng 1 tuần thì ngó môn vẫn tươi. Cạo bằng cái lớp vỏ nâu bên ngoài gì nè, rồi là mình chế biến món ăn thôi, nó không có gì, nó không có héo như là rau cải. Mọi người xem nè, cái ngó nè to ú tròn như này ha. Một lát thì mình chỉ cần cắt những cái đoạn vừa ăn như thế này, xong rồi mình nấu với món ăn, ví dụ như cá, ví dụ như mực ha. Ngó môn này sẽ rất là ngon. Mình tin là cô chú, các anh chị và các bạn, nếu như mà mình chế biến cái món ngó môn này mình cho gia đình mình ăn thì sẽ rất là mê. Sau khi đã làm sạch, nó đã được xanh như vậy nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ cắt từng khúc vừa ăn nha. Chuẩn bị để vô nồi canh. Món ngó môn nấu canh chua với cá bớp nha mọi người. Cá bớp là cá biển á mọi người. Đó, thì sáng nay đi chợ mua cá bớp rất là tươi, rất là ngon. Mình đã nấu ngay với ngó môn nè. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra chén và nếm thử và chia sẻ cảm nhận với cả nhà mình nha. Được cái nồi canh chua ngó môn tuyệt vời, xuất sắc như vậy. Đây là cá bớp nha mọi người. Nấu thì cũng khá là gục rồi, nên là cá bớp nè. Đây là cái đầu cá nè mọi người. Quá ngon luôn. Thì mình sẽ gấp ra chén mình thử và chia sẻ cảm nhận với mọi người nha. Thơm quá trời thơm luôn. Cái này thì mình ăn với cơm nóng nha mọi người. Cơm của mình thì sắp chín rồi, một lát thì mình sẽ dùng với cơm nha. Đây, ngó môn to, siêu to. Mình cắn vào thì mình cảm giác nó rất là giòn, rất là ngọt, rất là dai nữa. Ngon hơn đậu bắp nha mọi người. Đây là cái thứ hai mình ăn nè. Rất là xuất sắc mọi người. Cảm thấy rất là ngon, rất là mềm, rất là dẻo nữa. Mọi người có nghe được cái tiếng giò gượng gượng cái ngó môn không mọi người? Quá tuyệt vời. Mời cả nhà cùng thưởng thức với Trâm Farm nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là ấm cúng và trọn vẹn nha. Bye bye.